Chào các bạn, hôm nay buổi trưa ngày 23 tây tháng 1 2021. Hôm qua tôi hái được 17 kg trên rồi á. Hôm nay 17 kg rồi, còn đây chắc cũng 5-6 kg nữa. Tiếp. Quả trắng là đẹp các bạn. Có quả trắng. Khẩu hoa trắng à các bạn. Nay ngày 23 tây tháng 1 2021, bây giờ chuẩn bị hái nè. Không hái thì nó chín, chín thì ăn không ngon, chín thì cho không có được, cho người ta chê. Mình nói hái sống, hái sống cho nên không có hạt, không có hạt. Có nhiều người xin hạt, nói sao không có hạt, nói tại vì một đám khẩu hoa thì hái chừng 3-4 trái chín nè. Chín để ăn chi, chín để lấy hạt, mà hái chín nhiều quá ăn không hết mà cho người ta chê. Chào các bạn nha. Bữa nay ngày 23 tây tháng 1 2021. Bắt đầu hái khẩu hoa nữa nè, hái cho trên 17 kg rồi. Giờ tiếp tục hái đây cũng khoảng chừng 20 trái trở lên ạ. 20 trái nữa. Chào các bạn, sang năm mới nha. Chúc các bạn làm ăn phát tài nha, tiền vào như nước nha, sức khỏe dồi dào nha. Chào.